bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay nó mở bán skin quan của Madam ở trong shop á, và chắc chắn là mình sẽ mua cái skin này, skin cô dâu ạ. Eo ơi, trông xinh xỉu luôn mà, mọi người công nhận là cái mặt là đẹp không? Cái mặt lần này làm rất là đẹp luôn ấy. Kiểu từ mắt, mía, tóc, tai, cái kiểu hoa hay các kiểu, nhìn xịn cực kỳ. Kiểu cảm giác như tổ 3D với 2D không đánh nhau nữa lắm ý. Máy cưới thì như thế này cũng ok. Mà cầm cái gì đây, cầm cái dao cắt bánh à? Nhìn giống cái xẻng ghê á. Ôi rồi, disconnect. Mọi người thấy chưa, mẹ kiểu game nó cứ như thế này đấy. Như thế này thì không fix. Cứ fix cái gì ý. Trời ơi là trời. Ok, trận này là đánh map làng ghen hồ. Chơi Madam thì cũng được, với cái team này thì cũng được. Có cái con trộm là mình hơi ngại, nếu nó cài open được thì đặt gương khá là khó. Mặc dù có thể dùng gương để dùng cái trick dơ gương lên để tiếp cận đi thì cũng được. Để coi mình gặp ai ở bên nhà gỗ này. Ok, găng mộ nhà gỗ nha. Vậy nên mình sẽ chuyển hướng sang giữa map. Bên thuyền cạn giữa map này có người. À, còn bé gái. Bé gái từ thuyền cạn mò ra. Thuyền cạn có người chứ còn bên cục đá mới có người. Nó thấy mình hơi sớm nên không có tiếp cận được, phải dùng gương để lấy hít đầu. Với con bé gái này thì các bạn không nên ưu tiên dí nha. Các bạn không nên ưu tiên dí, nhưng mà thấy đầu trận thì là dí. Còn nếu mà thấy hai người, ví dụ mà thấy tâm lý với lại bé gái thì mình vẫn chọn dí tâm lý nha. Tại vì con bé gái nó có thể nhập vào người khác nữa thì kiểu gì bạn cũng sẽ phải mất 3 hit mới tiêu diệt được nó. Nhưng mà trường hợp này mình gặp bé gái đứng một mình, cho nên mình dí luôn thì cũng khá là lời. Ủa alo, chém hụt. Nhưng không sao, chém hụt thì chúng ta sẽ xoay gương. Có vẻ bé gái này không có 12 giờ. Bây giờ mình thấy khá nhiều bạn không cầm 12 giờ rồi nha. Không hiểu tại sao, hoặc là có thể là tùy từng hunter mà cái nhánh 12 giờ nó có tác dụng hay không ấy. Thực tế thì mình thấy cầm nhánh 9 giờ cai vẫn khỏe nha. Máy trên thuyền này, máy ở nhà nhỏ, coi được thằng găng mộ ở bờ biển. Găng mộ không đi cứu, vậy thì người đi cứu sẽ là đứa ở nhà nhỏ. Nếu mà là con tâm lý thì sẽ vào được ghế, nhưng mà không tâm lý, không phải tâm lý thì không vào được, chắc chắn luôn. Không phải tâm lý thì không vào được. Rồi bây giờ nó sẽ phải người khác đi cứu, nhưng mà quá nữa rồi, không cứu nữa thì thôi. Đấy. Vừa mới nhận hú còi thì phải, đúng rồi, vừa có cái hiệu ứng đấy là vừa nhận hú còi. Dám đứng trên này ạ. Và đấy, thằng kẻ trộm ăn hít, không cần gương cho nên mình hoàn toàn có thể gương ra được. Bây giờ là máy bờ biển, là máy trên thuyền xong rồi. Máy trên thuyền là con Ada, bờ biển là thằng gác mộ. Bây giờ cam sa Ada cũng được. Hú tại đâu vậy trời, ở đây. Không thì lấy một hit rồi về ghế cũng được. Ây à, ủa, mình đi qua cái pallet rồi á. Bực cái nhỏ. Thôi, vậy về ghế vậy. À, nó cứu được rồi, có 6 giờ luôn à. Căng nhỉ. Cái trộm thì các bạn có thể dùng cách này. Tức là đặt gương ở giữa, mình với người giống như... À, giữa mình với lại nó giống như là cách dí con mỹ nhân ý. Cứ những con như kiểu kẻ trộm mỹ nhân là không nên tiếp cận. Thật sự là không nên tiếp cận. Tại vì các bạn không tiếp cận được đâu. Còn mỹ nhân mình tiếp cận thì sẽ có sọ. Còn thằng kẻ trộm tiếp cận thì nó có thể dùng đèn pin. Hay là mệt. Treo ghế góc map này thì mình sợ. À, mình nghĩ là có thể là đi cứu không kịp. Mình đoán thôi. Đấy, có dấu tai này. Nhưng mà từ hướng nào vậy? Găng mộ hay là tâm lý đây? Mình nghĩ là găng mộ, đúng rồi. Tại vì tâm lý khi nãy nó ở giữa map, chắc nó cũng chẳng đi cứu làm gì đâu. Ê, có khi vào ghế không kịp này. Gần lên rồi, còn này mình đợi lên, trồi lên mình đánh là có khi té nó sốc ấy. Không kịp, không kịp, không kịp. Rồi, không kịp ép đẹp nhỉ. Mình ghê.
Tính ra cái skin này của Madame nó khá hợp với cái phụ kiện S. Phụ kiện S con rối kìa. Mọi người thấy mình đeo có hợp không? Quá hợp luôn. Mà trong cái map tối như thế này mà skin nó phát sáng có vẻ phát sáng ghê á. Ok, mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Trận trước hơi ngắn cho nên là làm thêm một trận nữa mà. Ủa sao tự nhiên vào cái map này cái skin nó sáng ghê ấy nhở? Phát sáng, nó kiểu bị phát sáng ấy à? À hay là do ánh sáng. Ừ nhưng mà nó này phát sáng hơi quá. Ủa đào vàng, anh đào vàng, đào vàng gặp Madame thì nó lại ối rồi ôi các bạn ạ. À, hai trận này mình hên là mình gặp được người luôn để mình dí, chứ còn nhiều trận mình bị rong ấy, mình đi một vòng map mình không thấy ai để mình dí cả. Bọn nó thì đập được máy. Trời ơi, những trận như thế thì chỉ có hòa đến thua. Chơi ok thì hòa, không là sẽ thua, tại vì đâu có thấy ai để mà bắt đâu. Chưa kể trường hợp thỉnh thoảng thì mới gặp trường hợp gọi là để bị cay hết máy, còn không thì vẫn sẽ cố lấy một trận hòa. Mà những đẩy xuống kia. Còn những trường hợp mà kiểu đến đi một vòng map chỉ cái thằng lính thuê đúng dí mệt kinh khủng không muốn dí luôn á. 12 giờ lỗi bạn ơi. Nhìn chứ. Cái map khi nãy tối, map này nó sáng cho nên là đập máy với chúng tôi. Tại vì khi các bạn vừa mới đánh gục một người á, sau đấy các bạn gương ngay ra máy thì nhiều khi là sôi bồ không có phản ứng kịp thì sẽ ăn hit. Nếu các bạn đương chuẩn mình sẽ xách treo về cái máy đấy để cam luôn. Đưa skin này mình chỉ có một từ là đẹp, ok đẹp. Nhưng mà mình nếu mà thích thì mình sẽ thích cái van trên đầu ấy đấy, cái van trên đầu nó dài xuống chỗ cái phụ kiện, mình thích như thế. Nhưng mà này mình thấy nó hơi ngắn thì chắc là ngắn là để cho nhìn thấy lưng, để mà nhìn thấy rõ cái phụ kiện hơn ý. Còn nếu mà các bạn để dài mình sẽ bờ linh để. Ơ chết cha. Ô xoay ở đây mình thấy lính tê không cứu là mình đã muốn xoay cam rồi nhưng mà vẫn đánh ghế kìa. Nhưng mà được cái là mình mang có một điểm thôi, có một điểm hoàn toàn trên ghế thôi, nhưng tính thì khá là nhanh chứ nhỉ. Giờ được con bé gái nữa, trận đạn này mà bé gái không bê bê cho à. Bé gái câu vờ nữa mùa thế. Còn đây bé gái mà bê bê một hit gương thì cũng phải ngon đâu, nhưng mà thực ra nên bé gái có BB thì mình sẽ không gương. Tại vì gương ra mất cái gương đấy là không bắt lại được luôn ấy. Cho bé gái ngại BB. Thật ra thì bé gái có thể BB để tên nhà đi hữu được. Máy này đằng nào cũng bị cam rồi. Ôi gương này hơi dơ rồi. Ơi chưa mở palette luôn á. Kỳ thế, nó kỳ kỳ sao ấy. Ok, bé gái không ăn hit nhưng mà cứu sớm. Cứu có 70 à, không xin dê. Đấy, nếu mà survival thích BB thì các bạn cứ chém tay cho mình chứ không cần vươn ra nha. Đứng thuê bên kia 3m, ra 2 à. 3m nó không dậy, nó ra 1 nữa. À, thật là 12 giờ tốt này. Nhưng mà 12 giờ cảm tính thôi chứ cũng không phải là bạn ấy canh mình vì attack. Đáng ra mình nên biết cái 12 đấy. Mình không nghĩ 12 nó hồi rửa nhanh nhỉ. Ủa nãy giờ 120 giây rồi ý hả? À đâu, giờ nó mới dùng ý. À đâu đúng nhỉ? À đúng rồi, giờ nó mới dùng mà. Ủa nãy giờ 120 giây rồi á. Nếu mình nhớ không nhầm thì làm sao có thể. À vẫn được, nếu mà câu thời gian đủ lâu dùng được hai cái 12 giờ trong một trận, trong một trận thì dí thì là cai cũng lâu đấy nhá. Tính ra mình không nghĩ là nó hồi nhanh như vậy đâu, tại vì là cái thời gian thằng đào vàng ngồi ghế lần hai là bị cứu sớm ý, không thể nào mà nó hồi được nhanh như thế được. Nhưng mà tính ra nó vẫn có rồi, chắc chắn là nó hồi rồi. Tại quả đấy mình không nghĩ nó có 12 giờ rồi. Bị attack của Madame chém đã vãi. Mình cũng chưa biết là nên bỏ cái nhánh gì đi để mà cộng vào cái nhánh tăng tốc khi heavy attack.
chưa thấy nhánh nào có thể bỏ được. Ở này phải Berlin, tại vì con 3 mét nó có thể hồi máu nếu mình không giết được nó sớm, mà mình cũng sắp hết gương rồi. Bây giờ mình sẽ treo con 3 mét ở cái ghế này luôn. Máy này là máy dở nhưng mà chắc chắn là không giải được nữa. Merson với lại Little Girl chắc là ở bên kia sông vì bên này hết máy rồi. Đó, máy rung kìa. Cái này còn một máy ga 1 thôi. Máy ga 1 với máy này thì không giải được tại vì mình đang cam ở đây rồi. Một trong hai máy này sẽ là máy cuối. Hai máy, con máy có 3 mét ở bên ga 1 chắc cũng khoảng được 50% rồi. Nhưng mà Little Girl thì lại không sang đây bù máy, khá là kỳ cục. Ủa sao lính thế đi cái đường nào vậy ta? Mình vẫn xoay cam để nhìn. Mình không thấy nó đi đường nào vào cả. À đù, ủa đi cái đường nào vậy? Bắn ngang vào à? Tí thế, cái tự nhiên cam lỗi này, đây gọi là cam sa mất người này. Nhiều khi các bạn không cần cam sa như mình đâu. Những cạnh ở nhà 2 tầng ở đầu phòng nó đi cứ cái đường đấy thì nó chết, nhưng nó đi cứ đường khác. Máy ga 1, lính thề giải máy ga 1, Little Girl tele qua, nãy mình nghe tiếng tele qua. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải bắt vào Little Girl luôn, vì cái máy này nó gần xong rồi đấy, nó có sai đâu. Tính ra thì gọi là bị cam máy, nhưng mà thực ra thì trong một trận đấu thì cái việc giải hai máy cuối nó là điều bình thường. Rồi đứng đây gương về đề phòng bọn nó hưu nhau ở đấy, bọn nó hưu nhau vậy thì chúng không hưu nhau, và mình cái bóng cũng không có bóng của 3 mét mà chỉ có bóng của lính thuê thôi, đúng không? Thì bây giờ là mình sẽ treo con Little Girl ở cái máy, ở cái ghế này, thằng lính thuê sẽ phải đi cứu và con 3 mét sẽ phải đứng máy. Thì nếu con 3 mét về máy thì mình sẽ bắt nó, mình sẽ ưu tiên bắt nó. Vẫn không thấy 3 mét đâu nha, mình nghĩ là mình chưa thấy 3 mét nha, nên là mình cứ cam thằng lính thuê ở đây thôi. Để phòng con 3 mét về cứu thì mình sẽ phải check cho an toàn. Đây, đứng đây đi. Nhìn, bây giờ nhìn máy này, 3 mét về là mình gương về này. Máy bên kia không rung. Đây, nó thấy chưa? Nó có sai đâu mà. Đấy, kiểu gì phải có người đứng máy đúng không? Cái máy bên đấy thì chưa thể program kịp được. Đó, bây giờ mình treo xong mới program được này. Tính toán cả rồi các bạn. Ok, lên tàu, Little Girl ra cổng. Ủa? Có Little Girl ra cổng làm gì vậy? Nó nghĩ là mình sẽ tưởng là lính thuê đi tàu rồi á. Không, mình nghe tiếng bấm cổng nữa bạn ạ. Cái tiếng bấm cổng nó rất là to luôn ý. Rồi. Đấy, nói chung là các bạn xử lý ổn một tí. Nếu mà mình gương quả đấy mà không chém được con 3 mét sớm thì mình sẽ phải quay lại bắt vào con Little Girl hoặc là chém thằng lính thuê. Nói chung là các bạn vẫn phải gương được quả đấy nha. Nếu không gương được thì ấy ạ. À, mình có dấu tay này. Đây rồi. À không được là gương kiểu này. Đặt gương như thế này. Tại vì không có thể đặt qua được cái sông ấy. Đặt giữa cờ thì phải đặt song song mới được. Cứ đặt chéo như thế thì nó không có chém được cả thằng lính thuê đâu. Nói chung trận này cũng may là hai máy cuối nó cũng khá gần nhau, nên là mới có thể gương được. Rồi. Và vấn đề là con 3 mét nó phải chạy về máy để vừa ram. Bởi vì nếu nó không về máy thì sẽ không có ai không qua program máy. Mình nghĩ là máy đấy cũng xong rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.